Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả cư sĩ Thanh Tịnh ạ. Dạ, con xin đảnh lễ ân sư. Bạch ân sư, con hành thiền niệm hơi thở được mấy năm rồi. Mỗi lần con ngồi được 30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng, do con còn phải đi làm nên hàng ngày con chỉ ngồi được một lần. Nhưng con không thích đề mục niệm hơi thở, nên con không thấy sự vui thích trong khi hành thiền niệm hơi thở. Nhưng quý thiền sư con gặp đều hướng dẫn con thực hành niệm hơi thở ạ. À, hôm nay tự nhiên con có suy nghĩ, từ nhỏ con rất thích thiết kế quần áo vải vóc, có điều đặc biệt thích màu trắng. Tất cả quần áo, giày dép, đồ dùng phòng ở, nội thất của con đa số đều màu trắng. Nên con nghĩ con muốn chuyển qua thực hành đề mục niệm ca si ná vải màu trắng xem có tiến bộ trong pháp hành không ạ. À, con xin ân sư từ bi hướng dẫn cho con thực hành thiền niệm đề mục ca si ná vải trắng ạ. À, con xin tri ân sư ạ. nếu mà thực hành thiền hơi thở một thời gian dài nó không có kết quả, mình có thể thay đổi một cái đề mục khác cũng được, theo ý thích của mình được, và có một vị thầy dạy cũng được. Thì muốn thực hành một cái biến xứ ca si ná trắng ấy, thì nó sẽ có hai cách. Cái cách thứ nhất là mình phải tạo ra được một cái vòng tròn màu trắng, như là mình tạo ra một cái vòng tròn có đường kính tầm 30 cm. Thì mình có thể dùng cái sơn trắng, mà sơn lên rồi bị treo ở trước mặt cách mình khoảng 1,5 m. Mình mở mắt ra, mình nhìn vào cái tâm điểm của cái vòng tròn trắng đó. Sơn trắng được mà cái vải trắng mình làm thành cái vòng tròn cũng được, tờ giấy trắng cũng được, một bông hoa trắng được, hay bức tường trắng mình vẽ lên một cái vòng tròn, ngồi mình nhìn vào cũng được. Rồi mình nhìn vào cái tâm điểm màu trắng đó, mình, mở mắt với mắt mở, nhìn, sau đó nhắm mắt lại và mường tượng, tưởng tượng ra. Mình vẫn phải ghi nhớ được cái màu trắng đó ở trong tâm, rồi niệm cái khái niệm trắng 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 trắng, cứ niệm liên tục như thế cho đến khi nào cái màu trắng đó nó trú liên tục được ở trong tâm mình thì tốt, còn lúc nào nó mờ đi hoặc nó biến mất thì mình lại mở mắt ra rồi lại nhìn, sau đó lại nhắm mắt vào hình dung tưởng tượng ra cái màu trắng, nó lại niệm trắng 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 trắng, và cứ phải tập liên tục như thế cho đến khi nào nó có tự tướng, nó có xuất hiện được cái nimitta quang tướng ánh sáng, thì lúc đấy mình mới không cần nhìn nữa, mà lúc đấy mình có thể ngồi ở bất cứ đâu, nhờ cứ tưởng tượng đến cái màu trắng, niệm trắng trắng một cái rồi nó trắng lên, rồi vẫn cứ phải tiếp tục niệm như thế. Và làm sao mình phải duy trì và phát triển cho cái từ cái sơ tướng ấy nó sáng lên, nó trở thành cái tự tướng, nó sáng rực rỡ, và có thể duy trì nó được lâu, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, có thể duy trì được càng lâu càng tốt. Rồi sau đó đối với các cái pháp thiền ca si ná phải có cái phương pháp mở rộng ánh sáng đó, nhờ tác ý mở rộng từng chút một, cho đến mở rộng khắp không gian, và sau đó lại chú vào một điểm của cái vòng tròn trắng đó, và cứ tiếp tục tu tập cho đến khi nó vào được cận định, vào được an chỉ định, rồi mới có những cái phương pháp đi vào các cái tầng thiền. Thì đó cũng là một cái cách thực hành. Còn nếu như mà một cái người nào đó mình không muốn tạo ra một cái can xin lá bên ngoài, thì mình có thể thực hành một cái pháp là thông qua cái pháp quán về 32 tỷ chuộc. Ví dụ như mình nhắm mắt vào, mình hướng tâm đến một cái người khác, mà cái nếu như người đó là ở ngồi gần trước mặt mình cũng được, hoặc là bất cứ ai cũng được, nhờ hướng tâm vào cái xương sọ của cái người đó. Ví dụ như mình quán đến tóc, lông móng, răng da, thịt, gân, xương, mình chú lại cái bộ xương của cái người nào đó, và nhất là mình niệm cái bộ xương đó là bộ xương, bộ xương. Sau đó mình phải hướng cái tâm của mình lên cái màu trắng của cái bộ xương, mà nhất là cái xương sọ của bất cứ một cái người nào đó thì là dễ nhất, vì cái xương sọ nó có cái màu tròn tròn, nó cũng giống như cái casina. Thì cái này mình hoàn toàn phải dùng bằng cái tưởng, và mình không cần dùng bằng cái hình tướng bên ngoài, mình luôn luôn tưởng như thế, mình cứ bất cứ lúc nào ngồi cũng tưởng đến một người nào đấy, rồi hướng tâm vào cái màu trắng của cái xương sọ của người đó. Hoặc là xương sọ cũng được, hoặc xương gì cũng được, rồi cứ niệm trắng 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 như vậy cho đến khi nào nó xuất hiện tự tướng nimitta, là nó sáng lên, thì lúc đấy mình có thể nhắm mắt vào, mình niệm trắng trắng cái là nó sáng lên. Rồi cũng phải thực hành như vậy, chú tâm để phát triển làm sao cho cái màu trắng, cái nimitta đó nó duy trì được lâu, 1 tiếng, 2, 3, 4 tiếng, cả ngày cả đêm,
thì lúc đấy mới thành công. Vì sau đó sẽ có những phương pháp để mình mở rộng cái biến xứ đó, và mình chú tâm vào một điểm để vào đến cận định hay an chỉ định, để đi vào các tầng thiền. Thì nó là cái cách hành thì nó tuần tự như vậy, nhưng mà nó nhanh hay chậm nó còn tùy từng người. Thì nếu như mình có thể tư tập thử một thời gian xem nó có kết quả không, nhưng mà mình không được ảo tưởng, không được mong cầu, không được tưởng tượng ra những cái ánh sáng, mà hoặc là mình chưa thấy những cái tự tướng mình tưởng là thấy, hoặc là chỉ là mình suy nghĩ, mình tưởng tượng ra những cái đốm sáng lờ mờ mà mình tưởng rằng đó là tự tướng. Thì nếu như mình đi theo những cái tưởng đó, những cái ảo tưởng đó mà mình lại tưởng rằng mình đã chứng đắc ấy, thì mình cũng rất là nguy hiểm nhé, cũng sẽ rơi vào ảo tưởng. Nên là thực hành những cái pháp đó mình phải rất là thận trọng, không được đi theo những cái cảnh ở bên ngoài, mà luôn luôn phải chú tâm trên cái biến xứ trắng đó cho đến khi nó đạt được nhất tâm thì thôi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo. Từ ở Hà Nội ạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư, xin sư cho con hỏi. Thưa sư, con muốn được xin xuống chùa tu 2 ngày cuối tuần thì có được không ạ? Thủ tục đăng ký cần thế nào ạ? Xin sư cho con được biết ạ. Con xin tri ân sư ạ. Có thể đến lúc nào cũng được, mà không cần đăng ký trước cũng được, vì bây giờ là chưa khi nào mở các cái khóa thiền thì lúc đấy mới cần đăng ký trước. Còn trong cái khoảng thời gian này thì ai muốn thực hành thiền thì cứ đến thẳng chùa cũng được, mình thông báo qua cái Zalo của văn phòng chùa cũng được, mà không thông báo mình cứ đến rồi làm thủ tục sau vẫn được. Nên là ai muốn hành thiền thì cứ cứ đến theo địa chỉ của chùa, đến chùa rồi sẽ có người hướng dẫn làm thủ tục và sinh hoạt hành thiền theo thời khóa ở chùa. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Meta. Dạ, con kính bạch sư, ngày trước con có theo pháp môn làng Mai, có thiền ca, thiền ôm, thiền trà, thở và mỉm cười. Nhưng sau khi con tìm hiểu về Phật giáo Nguyên Thủy, mỗi lần hát thiền ca con lại cảm thấy sự dính mắc, bám chấp nên từ đó không hát thiền ca nữa. Ngày trước mỗi lần hát thiền ca nương theo lời hát thấy nhẹ nhàng, vui, nhẹ nhàng. Và con cũng ít và không thích tham gia vào những hội chúng, cười đùa, nói chuyện, bàn luận các chuyện của người khác. Ngày trước, theo cách tu làng Mai, con hay cười, giờ con ít cười hơn, con quan sát tâm, thấy chúng sanh diệt. Khi chú tâm quan sát đối tượng, gương mặt như đăm chiêu. Con thích ngồi một mình, không thích đám đông ồn ào, đôi khi vì xã giao trong cuộc sống mà con phải đến những nơi đó. Có người nói con tu sao mà sao cho phải vui, vui vẻ, an lạc mới đúng. Con xin sư chỉ dạy cho con sự thực hành pháp như thế nào cho tốt nhất ạ. Con xin kính tri ân sư ạ. Thì trong cái giáo pháp của Đức Phật thì Đức Phật cũng đã dạy là phải thu thúc, và tuyệt đối là trong cái pháp thu thúc ấy nó có cái giới luật, nó là không được đàn ca múa hát. Vì đàn ca múa hát thì nó sinh ra phóng dật năng xăng, tâm bị bất an tán loạn. Thì thực ra thì trong cái pháp thiền thì chỉ có thiền chỉ, thiền quán để ni dục thôi, chứ không có thiền ca, không có thiền ôm, không có cái thiền là dục thiền hưởng thụ dục, mà chỉ có thiền ni dục thôi. Vì đời sau này mà cách Phật xa quá rồi, người ta muốn dùng cái pháp thế gian để dụ dỗ người thế gian như vậy đấy. Như là cũng là dùng cái ngôn ngữ là Phật pháp, nhưng mà bên trong đấy, ẩn sâu bên trong đấy nó toàn là ngũ dục hết, toàn là những cái pháp ngũ dục thế gian, nhưng mà lại lấy cái danh, cái tí, cái lời của Phật để gắn vào cái dục đấy để hưởng thụ dưới một cái hình thức khác đó. Chứ chứ còn đấy đâu có phải là pháp đâu, đâu có phải là có cái pháp thiền nào mà lại thiền hướng đến tham dục. Rồi mình sống với những cái thế tục tĩu đấy mà mình lại tưởng rằng đó là Phật pháp, thì những cái pháp đấy là do thế gian sau này pha chế những cái pháp của Phật ra. Những cái pháp của Phật ni dục, cho nên người đời người ta tham dục quá mà. Cho nên là bây giờ mà bảo người ta phải sống một cách hoàn toàn ni dục như thời Đức Phật thì rất là ít người người ta có thể theo được, rất là ít người có thể thực hành được. Cho nên là mới lấy một là nửa đạo nửa đời pha trộn giữa cái ngôn ngữ, cái khái niệm là ni dục, nhưng mà cái nội dung cốt yếu bên trong là hưởng dục,
rồi nói rằng đó là cái pháp tu cho nó hạnh phúc ngay ở trong hiện tại. Nên thì cái đấy nó cũng giống như là trong cái nội dung của cái bài kinh bẫy mồi này. Đấy nó chính là mồi, đấy nó chính là bẫy, đấy nó chính là những cái mồi của ác ma nó giựt con người ta đi vào đọa lạc đó. Nếu như một người nào có chánh kiến, một người có chánh trí, có trí tuệ, mình có học cái pháp chân chánh của Phật thì mình mới nhận ra được đó là bẫy mồi. Và nên tránh xa, nên từ bỏ. Bạn không có thể thực hành cái pháp hưởng thụ ngũ dục như thế mà mình có thể đi đến giải thoát được. Mà thì pháp của Phật là mình phải thực hành một cách có tuần tự, bằng cái cách là phải thọ trì những cái giới, nhất mà giữ được giới cho nó thanh tịnh. Rồi sau đó mình phải thọ trì một cái pháp tu tập về nội tâm, làm cho tâm được thanh tịnh. Thì cái nội tâm thanh tịnh đấy phải đi đến ni dục, ni các cái pháp bất thiện, chứng và chú các cái pháp thiền chỉ, rồi đến các cái pháp thiền quán. Vậy thì cần phải thực hành một cái pháp thiền nào đấy cho nó phù hợp với cái căn cơ, căn tánh của mình. Một cái người có cái tánh sân hận nhiều thì mình cần phải thọ trì những pháp thiền tâm từ để nìa cái tham, cái sân hận đó. Nếu như là cái người có tham dục nhiều thì mình cần phải quán về cái tử thi, quán về bộ xương, quán niệm về 32 thể trượng, niệm về tứ đại, niệm về sắc chết nhiều để mình ni những cái tham dục đó. Tâm mình có năng sang phóng túng tán loạn thì mình thực hành những cái pháp thiền hơi thở để cho mình định tĩnh tâm lại. Thì tất cả những cái pháp đấy làm cho tâm mình được thanh tịnh, định tĩnh, rồi sau đó để thọ trì đến những cái pháp thiền vipassana, thiền quán để mà đoạn trừ những cái phiền não đó thì mới đi đến cái sự chấm dứt khổ đau được. Còn những cái pháp gì mà nó pha chế nửa đời nửa đạo thì mình phải biết ngay rằng đó là những cái mồi nhử của thì mình không thoát khỏi khổ đau được, và mình cần phải tránh xa, không nên thọ trì, không nên thực hành những cái pháp như vậy. Lạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Hạnh Tuệ ạ. Lạ con xin đảnh lễ sư ạ. Bạch sư, con có ước muốn được đi xuất gia tại chùa Phúc Minh nhưng chưa được gia đình cho phép ạ. Con xin sư từ bi chỉ dạy cho con cách thuyết phục bố mẹ ạ. Con xin tri ân sư ạ. Thuyết phục. Thực ra thì người cha mẹ thường thường là cứ muốn con cái là phải giống mình. Cha mẹ không có cái tâm tu thì cũng không muốn con gái đi tu. Vì nhiều cha mẹ nghĩ con cái là sản phẩm của mình tạo ra, cho nên là tạo ra cả thân thể và phải tạo ra luôn cả cái tư tưởng, cái tinh thần của nó. Cho nên là mình làm sao thì bắt nó phải làm vợ. Vì vậy cho nên là sinh vào trong một cái gia đình có tà kiến thì mình sẽ rất là khó, dù mình có hiểu đạo cũng rất là khó để thực hành. Mà cái giới luật của Đức Phật yêu cầu rằng là một cái người đi xuất gia phải có cái sự đồng ý của cha mẹ. Nếu không được đồng ý của cha mẹ thì cũng không thể đi xuất gia được. Còn cái cách thuyết phục cha mẹ thì mỗi người mình mới biết được cái tâm lý của cha mẹ mình như thế nào. Mình cần phải làm sao để cho cha mẹ mình hiểu đạo, để cho cha mẹ mình chấp nhận cái sự tu tập của mình, hay là có những cái tấm gương về cái đời xuất gia. Mình có thể tìm hiểu, nghiên cứu những cái tấm gương của các bậc trưởng lão khi xưa đi xuất gia mà cha mẹ không cho phép ấy, thì đã thực hành, đã cần phải tu tập như thế nào, đã cần phải như thế nào đó để mà thuyết phục cha mẹ. Thì có những người thì hướng cho cha mẹ hiểu đạo thì cha mẹ sẽ đồng tình cho mình đi tu tập. Nhưng mà cũng có những cái người thì cha mẹ cũng không hiểu đạo được, thì mình cần phải tức là phải kiên trì thôi, cần phải kiên trì chờ đợi một cái thời cơ nào đó nó phù hợp, rồi lúc đấy mình hãy đi tu tập. Làm sao mà để được cha mẹ đồng thuận thì vẫn là tốt nhất. Còn để mà thuyết phục như thế nào thì sư cũng chịu, sư không biết. Ngày xưa sư cũng phải trốn nhà đi. Khi đã đi rồi về thì cha mẹ cũng đồng ý. Chẳng có, khi mà đã đi về rồi thì chẳng còn ai bắt mình trở lại nữa. Nên là mình phải quyết chí ra đi thì sẽ thành công. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Hạnh Tuệ ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư ạ. Bạch sư, xin sư tử bi leo duyên tổ chức khóa tu xuất gia leo duyên tại chùa Phúc Minh để cho chúng con, những người muốn xuất gia tại chùa Phúc Minh có thể tham gia và được tu học tại chùa. Con tin tri ân sư ạ.
ra gieo duyên. Thì cái đấy thì sẽ có, điều đó thì cũng sẽ có ở trong tương lai, nhưng mà khi nào nó còn hội đủ đầy đủ những cái điều kiện cho phép, mọi thứ khi mà nó đã thuận tiện hết rồi thì sẽ có. Nhưng mà cái việc xuất gia lâu dài vẫn quý hơn là xuất gia gieo duyên. Gieo duyên thì cũng được những cái lợi ích thì không nhiều. Có xuất gia, nếu mà đã phát tâm xuất gia nên phát tâm xuất gia lâu dài. Còn cái đời sống tu tập như một thiền sinh ở chùa cũng rất là giống với một đời sống xuất gia rồi, nó chỉ khác một cái hình tướng thôi. Nếu như một cái người có thể đến chùa Phụng Minh mà tu tập thực hành thiền, giữ bát quan trai giới và hành thiền chỉ quán thì cũng giống y như sinh hoạt của một người xuất gia vậy, chỉ khác mỗi cái hình tướng bên ngoài, mặc y của người cư sĩ và cái y của cái người xuất gia thôi, chứ còn những cái nội dung cái tu tập bên trong là y như nhau. Thì với một cái người không chú trọng về hình tướng thì tu tập như một thiền sinh cũng được, cũng tốt, cũng đầy đủ những ba la mật để đi đến Niết Bàn được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Huệ Thượng Ân ạ. Dạ, con kính bạch sư, con xin sám hối vì chưa thiền nhiều ạ. Có hôm con thiền được khoảng thời gian rất ngắn ạ. Thời gian lâu nhất của con vào khoảng gần 90 phút. Nếu thiền thời ngắn thì con thiền hơi thở luôn. Khi ngồi thời khoảng 60 phút trở lên, con hay thiền theo trình tự như sau ạ. Một, thiền tha thứ ạ. Do vô tình hay cố ý con đã có những hành động, lời nói, ý nghĩ gây thiệt hại và đau khổ cho người khác. Cầu xin tất cả từ bi và trí tuệ tha thứ cho con. Con thành thật tha thứ cho những người có hành động, lời nói và ý nghĩ gây thiệt hại và đau khổ cho con. Tôi thành thật tha thứ cho chính tôi, nguyện từ nay về sau làm lành tránh dữ, giữ trong tâm trong sạch. Bước 2, con thiền tâm từ, nguyện cho tôi được an tịnh, có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc trong thân, không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày được an vui, không gặp chướng ngại. Khoảng 2 lần. Nguyện cho tất cả chúng sinh trong ngôi nhà này được an tịnh, có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân không bệnh tật, tâm không phiền não, hàng ngày được an vui, không gặp trở ngại. Nguyện cho tất cả chúng sinh trong thành phố này được an tịnh, có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày được an vui, không gặp chướng ngại. Nguyện cho tất cả chúng sinh trong vũ trụ được an tịnh, có đầy đủ sức khỏe, bình an, hạnh phúc, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày được an vui, gặp không chướng ngại. Kể từ giờ trở đi, tôi nguyện sống trong chánh niệm và lan tỏa tâm từ. Khi thiền tâm từ, con cảm thấy tâm an và hoan hỷ. Sau đó con thực hành đến thiền hơi thở, con để ý hơi thở và đếm từ 1 đến 10 ạ. Khi thiền hơi thở, con cảm thấy mình nhận biết được hơi thở hơn so với ngày trước, nhưng con dễ bị bắt vào các suy nghĩ trong tâm ạ. Trong cuộc sống hàng ngày, con hay để ý đến tâm. Khi con để ý đến tâm như vậy, có lúc con thấy tâm tham của mình cũng gợi xuống, tuy nhiên con còn bị nhiều phóng dật ạ. Con kính xin sư chỉ dạy thêm cho con ạ. Mình giải tâm từ một chút, sau đó thì chú tâm về một cái pháp thiền như là hơi thở thì cũng được. Nhưng mà cái pháp giải tâm từ mình không nên chấp vào những cái khái niệm, một giống như một cái bài văn nó theo cái khái niệm mà nó không có đối tượng thì nó không thành tựu nhé. Giống như là bây giờ mình nhắm mắt và mình hình dung ra một cái đám người nào đấy, những người xung quanh mình chẳng hạn. Nhưng mà có thể là một người hoặc nhiều người. Ví dụ là một cái người mình kính trọng, mình cầu mong cho họ được an vui, thoát khổ đau. Hoặc là những người thường, hoặc những người ghét. Hoặc là những người ở gần mình, những người ở trong làng mình, cùng xã, cùng huyện, cùng tỉnh, trong đất nước này, hoặc là trong khắp cái vũ trụ không gian này. Mình có thể mở rộng cái tâm ra ở một cái khoảng vi phạm vi nhỏ hoặc là một cái phạm vi lớn. Nhưng mà nó phải có đối tượng, tức là cái tâm của mình phải tưởng ra được những cái đối tượng đó. Chứ mình không nên tưởng đến một cái khái niệm như như mình ta nghĩ là cầu mong cho những người ở làng này, ở xã, ở huyện, tỉnh này, hay ở trong cái ngôi nhà này. Nhưng mà mình chỉ khởi lên được khi cái ngôn từ đấy, cái khái niệm đấy mà mình không thấy được những cái đối tượng đấy. Tức là trong tâm của mình không tưởng ra được hay là không thấy được những cái hình ảnh của những cái con người đấy thì nó không thành tựu được pháp thiền. Cho nên là pháp thiền nó phải có đối tượng, nhất là thiền tâm từ đó. Thì mình hướng tâm đến đâu thì mình phải ghi nhớ được cái hình ảnh của những cái chúng sinh, của những cái con người đó, mình lấy đó làm đối tượng, rồi mình mới tác ý, mới khởi lên một cái câu cầu mong cho những người hiền thiện này được an vui,
thoát khỏi những hiểm nguy, cầu mong cho họ thoát khỏi hiểm nguy. Thì phải như thế, phải có đối tượng, phải nhớ là hành thiền tâm từ phải có đối tượng là một cái chúng sinh nào đó, và cái đối tượng đó phải hiện hữu ở trong cái tâm của mình thì nó mới thành tựu được cái pháp tâm từ, giải tâm từ như vậy. Rồi sau đó hướng về hơi thở thì được, và sau đó lại chú tên hơi thở, thì lúc đấy hơi thở là đối tượng của mình, thì không phải là khái niệm hơi thở mà là cái đặc tính vào ra của hơi thở, là cái đối tượng để mình nhận biết, thì mình chú tâm ở trên cái thiền tâm từ nó cũng định tâm được, nó cũng thanh tịnh được, hoặc là chú tâm trên hơi thở nó cũng định tâm, nó cũng đi đến thanh tịnh được. Và mình phải thực hành như thế một thời gian dài, để cho đến khi nào có được những cái định tướng nó sinh khởi, thì dần dần phát triển những cái định đó từ thấp đến cao, rồi từ những cái pháp thiền thấp đến những pháp thiền cao, ngoài ra còn nhiều những pháp thiền khác để hỗ trợ cho pháp thiền hơi thở, như là mình thực hành pháp thiền quán niệm về sự chết, hoặc là niệm ân đức Phật, pháp tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiết. Có rất là nhiều những cái pháp tùy niệm mình cũng có thể thực hành vào cho phong phú cũng được, mình phải học hay biết được những pháp đó. Nhưng mà những cái pháp này nó đều là những cái pháp nền tảng để sau này để mình thực hành thiền Vipassana, thiền quán sau này. Nên là cái tâm của mình không được tự mãn với những cái pháp mình đang thực hành đây. Mình biết là đây chỉ là những bước khởi đầu, đây chỉ là những bước đang thực tập. Còn những cái đạo lộ, những con đường tu tập còn rất là cao xa. Nên là mình cần phải cố gắng hơn nhiều, cần phải có nhiều thời gian, nhiều công phu hơn nữa mới thành tựu được những cái pháp thiền chỉ, rồi thiền quán, rồi về sau này. Nên là mình phải thực hành như vậy, có tuần tự và có sự thực hành từ thấp đến cao. Dạ, con kính thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả AT. Dạ, con thưa thầy, con kính xin được nhờ thầy giải đáp câu hỏi này ạ. Dạ, con nhận biết được một phần trong con không tử tế, con sợ người ta biết phần đó của mình. Con cũng chưa chấp nhận được phần đó, chỉ mới nói chuyện với chính mình về phần này một lần. Con nên làm thế nào ạ? Mỗi khi nhận thấy phần không tử tế xuất hiện thông qua suy nghĩ, con lại cảm thấy mình thật là tệ. Cũng như phần không tử tế, mỗi khi con biết mình sẽ hoặc sắp khó chịu, con cố gắng im lặng và nhìn nó. Tuy nhiên, nếu đối phương nói ra hay hành động thì con cảm thấy khó chịu và phản ứng ngay lập tức. Con nên làm thế nào ạ? Kính mong được thầy giải đáp ạ. Con xin đảnh lễ thầy ạ. Trong mình thường hay có những cái thói quen, những cái tập khí, có thể là do nó ảnh hưởng từ kiếp trước, cũng có thể là do những mình đã huân tập ngay ở trong hiện tại. Nếu như là mình đã từng sống ở trong một cái môi trường ô nhiễm, một cái môi trường phàm tục mà nó có quá nhiều những cái bất thiện ấy, hay là những cái người mà mình thân cận từ trước đến giờ hay có cái lối hành xử với nhau như thế, thì mình đã nhiễm cái tư tưởng đấy rồi, cho nên là nó thành cái thói quen. Nhưng mà mình nhận ra được đấy là một cái thói quen xấu thì điều đó cũng là tốt. Khi mình nhận ra thì đó là thói quen xấu thì đấy là trí tuệ. Nhưng mà để mà sửa được những cái tập khí, những cái thói quen đấy thì lại rất là lâu, rất là khó. Thứ nhất là muốn sửa được những cái tập khí đấy, những cái thói quen đấy, thì mình phải thân cận những cái người mà người ta có những cái đức tính cao thượng để mình bắt chước, để mình học hỏi đã. Nếu như mà mình có những cái bậc thầy nào đấy mà mình biết rằng những cái người này có những cái ngôn hành, có những cái hành động, có những cái tức là cái đời sống rất là mô phạm, rất là thánh thiện, rất là cao thượng, và mình cảm thấy rất là ngưỡng mộ để mình thân cận và mình học hỏi những người đấy, thì là cái sự tiến bộ nó sẽ nhanh nhất. Nó nhanh nhất khi nào mình có một bậc thầy, một tấm gương để mình noi theo. Như vậy nên là cái việc mà phải thân cận một cái bậc chân nhân, thân cận những bậc hiền trí là cái mà nó sẽ sửa đổi được mình nhanh chóng nhất. Còn nếu không ý, thì mình phải niệm ân Đức Phật, giống như là mình nhắm mắt lại, mình phải học và hiểu chín ân Đức Phật, sau đó mình tưởng niệm cái nó các ân Phật, ân pháp, ân tăng ấy. Đấy là tức là mình phải thực hành những cái pháp thiền niệm về ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng, thì nó cũng sẽ thay đổi trong mình rất là nhiều, khiến cho tất cả những cái hành động, những cái tập khí xấu của mình dần dần nó cũng tiêu trừ đi. Và vì mình niệm ân Đức Phật, mình
thấy cái nhân cách, thấy cái cuộc đời Đức Phật, Pháp Tăng rất là cao quý, cao thượng, dần dần nó cũng sẽ ảnh hưởng vào trong cái tâm trí của mình. Rồi cũng trải qua một cái thời gian, khi mà nó thuần thục rồi, mình sẽ thay đổi dần dần. Và mình phải có cái tâm quyết chí thay đổi. Mình muốn thay đổi được ấy, thì mình phải tránh được những cái môi trường ô nhiễm, tránh được những cái người ô nhiễm, vì mình thân cận những người ô nhiễm mà mình sẽ rất là khó sửa đổi. Còn nếu như mình tránh xa được những người ô nhiễm thì mình sẽ sửa đổi được dễ dàng. Thì cái cách mà nhanh nhất thì đó là mình thực hành những cái pháp tùy niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm tín, niệm thiên, thì là những cái pháp đấy sẽ thay đổi được những cái cách hành xử của mình nhanh chóng hơn. Rồi sau đó thì mình càng có cái sự thọ trì tu tập về giới định tuệ này mới thay đổi được mình nhanh nhất. Còn nếu mình không thọ trì, không tu tập ấy, thì mình có ý thức muốn tác ý, muốn rèn luyện những cái nhân cách muốn thay đổi thì nó cũng thay đổi được, nhưng mà nó sẽ rất là lâu, rất là chậm, mà cái hiệu quả nó rất là thấp. Còn nếu như mà mình có thực hành thọ trì, tức là có những cái công phu tu tập hàng ngày, mình ít quan tâm đến những cái đời sống thế gian, và mình thường xuyên sống trong pháp, tức là những cái lúc không tu tập thì mình lắng nghe giáo pháp, thấm nhuần những cái lời răn, những cái lời khuyên, những cái lời giảng dạy của Phật, và sau đó mình có thực hành pháp thì nó sẽ thay đổi rất là nhanh chóng. Nên là cái pháp thực hành là thay đổi, mình có thực hành pháp thì thực ra cái pháp gì nó cũng sẽ thay đổi được mình hết, nhưng nó cần là mình phải có tu thực hành cho đến khi nào nó có kết quả thì nó mới thay đổi. Còn khi nó chưa có kết quả thì nó rất là khó, mặc dù nó có thay đổi nhưng nó sẽ chậm hơn. Còn nếu như thực hành có kết quả thì nó sẽ thay đổi rõ ràng và nhanh chóng hơn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Liệu Pháp ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư, xin sư cho con hỏi. Một người mong cầu vừa được hưởng phước báu giàu sang, vừa đạt được trí tuệ giác ngộ thì có được không ạ? Và phải tạo nhân như thế nào ạ? Con xin tri ân sư ạ. Phước báu giàu sang, vừa muốn đạt được trí tuệ giác ngộ thì cái người đấy vừa bố thí vừa hành thiền là sẽ đạt được. Nên là hàng ngày mình chịu khó làm việc phước, tạo ra những cái phước, như là phước về cung kính, phước về cúng dường, phước về bố thí, phước giữ giới, phước đấy là những cái phước về vật chất, thì mình sẽ sau này mình sẽ hưởng những cái phước về vật chất. Còn sau đó mình cũng phải tạo những cái phước về vô lậu, những cái phước về trí tuệ, tức là phước vật và phước trí. Thì cái phước trí đó là bằng cái cách mình phải thọ trì những cái pháp thực hành thiền chỉ quán, hành thiền định, và thực hành thiền thiền quán, thiền tuệ. Và mình có cái ước muốn là sẽ thành tựu cả hai cái pháp này, vừa giàu sang vừa thành tựu được chánh trí, giống như cư sĩ Cấp Cô Độc đấy, Alatha Bindika đấy, thì ông cũng chứng Niết Bàn, thì ông chứng được sơ quả, nhưng ông vẫn là một nhà triệu phú, hay là bà Visakha, hay là vua Bimbisara, hay là vua trời Sakka Đế Thích, thì đấy đều là những cái vị cư sĩ tại gia nhưng vẫn chứng được đạo quả Niết Bàn. Thì cũng phải tạo những cái ba la mật như thế. Phước vật chất thì mình phải gieo cái nhân bằng cái sự bố thí rất là nhiều, tài thí, pháp thí nhiều vào. Còn cái phước trí thì là bằng cái đa văn, tức là phải nghe pháp, phải học pháp và phải hành thiền, bằng cái văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ, thì mình phải song hành cả hai. Nếu như mình là một cái người đang là cái người thế là một cái người còn đang là ở thế gian ấy, là một người tại gia ấy, thì mình sẽ làm nhiều, nỗ lực làm cái việc bố thí nhiều, nhưng mà vẫn phải dành ra một thời gian trong ngày, 1 tiếng, 2 tiếng hoặc là nhiều hơn để thực hành thiền chỉ quán. Hoặc là nếu như đó là một cái người mình đang chuyên tâm hành thiền, giống như một người xuất gia mà muốn cầu cả hai cái phước đấy chẳng hạn, thì hàng ngày ngoài cái giờ hành thiền ra, mình vẫn phải cố gắng tạo ra được một cái nhân gì đó để bố thí. Như là cái người đấy, dù mình có những cái đồ ăn khất thực hàng ngày, mình phải tìm cái cách nào đó để bố thí sớt cho người khác được một phần cái những cái vật dụng mà mình đã thọ trì. Như có nhiều những cái vị tỳ kheo vẫn muốn hành cái pháp bố thí, đó là khi vị đó nhận được những cái đồ vật dụng gì, vị đó cũng tìm cách để bố thí, để cúng dường cho người khác, san sẻ bớt một phần những cái vật dụng về vật chất của mình. Mặc dù vị đó tinh tấn hành thiền nhưng vẫn
tìm mọi cách để bố thí như vậy thì sau này vẫn thành tựu được cả hai, về cả phước về vật chất và tuệ gia. Với người tại gia cũng thế, bố thí nhưng vẫn để một thời gian hành thiền thì sau này cái phước đó nó thành tựu cả hai mặt. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tuệ Quang ạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư, xin sư cho con hỏi một người mới vào tập xuất gia thì cần phải học và thực hành giáo pháp tuần tự như thế nào ạ? Con xin tri ân sư ạ. Nếu mà một ý người mới vào tập xuất gia, như như mình đến chùa xin cái vị thầy đi xuất gia, thì tùy theo từng cái chùa, tùy theo từng cái kinh nghiệm của mỗi một vị thầy, mỗi một cái ngôi chùa, mỗi một cái hệ phái sẽ dạy mình những cái bước khởi đầu khác nhau. Nhưng mà cái điều đầu tiên mà cái người cần xuất gia cần phải học đó là học luột nghi của người xuất gia. Đấy, bao giờ cũng đề cao là mình phải nắm, phải hiểu được những cái luật nghi phép tắc của người xuất gia. Thế người xuất gia đầu tiên thì sẽ thọ sa di, thì mình cần phải biết được một cái vị sa di sẽ giữ bao nhiêu giới, cần học kỹ những cái giới đó và những cái uy nghi, tức là những cái uy nghi, những cái hành xử, những cái phép tắc của cái người sơ cơ mới học xuất gia như thế nào. Ví dụ như là cái bổn phận của cái người xuất gia thì mình sẽ phải phải học với một vị thầy, thì những cái hành xử của cái người học trò với những cái vị thầy như thế nào, những cái vị thầy với cái học trò như thế nào, với những cái huynh đệ đồng tu sẽ như thế nào. Thì xuất gia rồi thì mình học những cái oai nghi, phải phải cái người xuất gia phải đi như thế nào cho nó trang nghiêm chỉnh tề, đứng phải nằm phải ngồi, cái ăn như thế nào, cái nói như thế nào, khi đi cất thực như thế nào, khi mặc y áo như thế nào, khi học pháp, khi hành pháp như thế nào. Thì đấy là những cái oai nghi, những cái phép tắc sẽ luôn luôn được đề cao là phải học trước tiên. Đó là luật nghi, giới luật và oai nghi là phải học trước. Rồi sau đó thì sẽ học đến những cái pháp căn bản, như là những cái thời khóa tụng niệm hàng ngày, ví dụ những cái bài kinh thường tụng hàng ngày thì cần phải học. Đấy là cái bước thứ hai, về học giới luật, rồi học đến những cái kinh tụng, rồi sau đó thì mình sẽ học đến những cái pháp cao hơn, những cái giáo lý căn bản, những cái lịch sử Đức Phật, và mình phải học những cái pháp về những cái môi trường mà hành thiền ấy, thì mình sẽ chú trọng về pháp hành nhiều hơn, về giữ giới luật và thực hành những cái pháp thiền chỉ, thiền quán, thì kết hợp với lại cái học kinh điển. Thì tùy theo có những môi trường thì sẽ thuần về pháp học thì sẽ học rất là nhiều, tức là sẽ học hết cái bộ kinh nhỏ, xong là đến học đến những cái bộ kinh lớn, rồi học những cái giáo lý căn bản, xong này học đến những cái giáo lý chuyên sâu, nhưng cũng chỉ nằm ở trong tam tạng, kinh tạng, luật tạng và luận tạng. Đấy là những cái pháp học đều nằm trong đấy. Thì tùy theo cái sức của từng người, có những người học rộng biết nhiều thì mình sẽ học nhiều, còn cái khả năng mình học được ít thì đấy là tùy mình. Còn có những ngôi chùa, môi trường thì đề cao về pháp hành, thì cái việc giữ giới và thực hành thiền chỉ quán, cái công phu đấy lại được đề cao hơn là pháp học. Thì đến cái môi trường pháp hành thì mình phải hành thiền rất là nhiều, phải thực hành giới định tuệ thì một cách miên mật. Thì một cái người xuất gia thì mình sẽ chọn hai cái pháp này thôi. Thì người xuất gia, một là chuyên về pháp học, hai là chuyên về pháp hành, ba thì là mình sẽ chọn cả hai, tức là học trước hành sau, hoặc là hành trước học sau, song hành như thế. Thì đấy là người xuất gia quan trọng nhất là tìm được môi trường, tìm được cái môi trường đúng pháp. Còn có những cái môi trường không có pháp học cũng không có pháp hành, mà mình mà tìm đến cái môi trường như thế để tập sự, để xuất gia, thì mình sẽ không được hướng dẫn về pháp học, cũng không được hướng dẫn về pháp hành. Có thể là mình sẽ thực hành những pháp như lao tác, làm những cái việc phước để tham gia xây dựng chùa chiền, làm những cái việc khác nữa như người đời, hoặc là phục vụ tín ngưỡng. Thì cái lối sống xuất gia đấy sẽ mất rất nhiều thời gian. Còn nếu như mình tìm được cái môi trường mà thuần về pháp học và thuần về pháp hành,
thì nó sẽ có lợi ích cho mình nhất. Tức là giống như là một cái người đi được đúng cái con đường thì cái đời xuất gia của mình nó không bị uổng phí. Còn còn nếu như là mình tìm vào một cái môi trường mà nó không có pháp học, không có pháp hành đấy, thì nó sẽ hơi bị uổng phí cái đời xuất gia. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Nhật Long ạ. Dạ, con kính thưa sư, xin sư cho con hỏi quán pháp là như thế nào ạ? Quán pháp ý muốn nói ở đây là trong tứ niệm xứ, quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp, thì những cái gì mà nó ngoài thân, ngoài thọ, ngoài tâm ra thì nó là pháp. Thì pháp ở đây thì có rất nhiều pháp, ví dụ như là một cái pháp niệm ân Đức Phật đấy là pháp, đấy cũng niệm pháp, niệm tăng đấy thì đấy cũng là pháp. Hay là những cái người mà thực hành những cái pháp về thiền Vipassana thì sẽ rất là sẽ hiểu rất là về cái pháp này. Thực ra pháp sẽ bao gồm tất cả, thân cũng là pháp, thọ cũng là pháp, tâm cũng là pháp. Ngoài thân thọ tâm ra thì còn những cái pháp môn gì để mà tu tập thì nó đều là pháp hết. Cho nên là pháp là bao hàm hết tất cả những cái pháp môn tu tập. Thế một người mà đang giữ giới cũng là đấy, là cái người đó đang 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 thọ trì pháp, là pháp giữ giới. Một người hành thiền chỉ cũng là đang thọ trì một cái pháp, đó là pháp hành thiền chỉ. Có người mà thực hành về thiền quán thì cũng là một cái người đó đang thọ trì một cái pháp về thiền quán. Thì ví dụ như là trong pháp nói là có một pháp, tất cả chúng sinh đều sống nhờ vào vật thực, tức là thì có đoàn thực, thức thực, xúc thực, tư niệm thực, thì đấy cũng là một cái pháp để mình thọ trì. Một cái người phân biệt danh sắc cũng là mình đang quán về pháp, cũng như quán về năm uẩn đấy. Cái người phân biệt ở đây là sắc uẩn, thọ tưởng hành thức uẩn, thì trong năm uẩn đó thì cái sắc nó thuộc về quán niệm thân, cái thọ thì nó thuộc về niệm thọ, cái tâm ấy, cái thức thì nó thuộc về niệm tâm, thì còn lại tất cả những cái tâm sở khác thì nó thuộc về niệm pháp. Ví dụ như xúc, cái sự xúc chạm giữa căn với một cái cảnh thì đó là pháp. Cái tưởng, cái tâm mình tưởng nhớ đến một cái gì đó là pháp. Tư nhất hành mạng quyền tác ý, tầm tứ thắng giải cần hỷ dục tín niệm tam quý vô tham vô sân, thì tất cả những cái tâm sở còn lại thì đó đều là niệm pháp. Thì đấy là trong cái pháp thiền quán, ví dụ hay là quán về 12 nhân duyên, quán để đoạn trừ những cái triền cái, quán về cái pháp vô thường khổ vô ngã, quán về những cái sự sinh diệt của thân năm uẩn này, thì đó đều được gọi là niệm pháp. Thì niệm pháp sẽ là những cái pháp mà mình đang thọ trì, đang thực hành ấy, thiền ấy, thì đó đều là pháp hết. Nên là niệm pháp bao gồm rất là rộng, tất cả cái pháp của Phật đều là pháp. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Tham Ma. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi những người dân ở vùng quê họ sống bằng nghề sát sinh và thích uống rượu thì họ có nên thọ trì tam quy ngũ giới nghe pháp hành thiền được không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Những người sống ở vùng quê mà có những cái vùng quê người ta cái nghề nghiệp của người ta liên quan hẳn đến cái việc sát sinh, như là cái dân miền biển thì người ta phải đi đánh lưới, đi lưới, đi chài lưới, đi ra biển người ta đánh cá, tôm, rồi có những cái vùng người ta làm những cái nghề buôn bán rượu chè, rượu và các chất say, thì những người đấy có nên thọ trì tam quy ngũ giới hay không? Thì là có nên nha, dù là mình không có giữ được hết những cái giới về sát sinh, về rượu chè đấy, nhưng mà mình có cái tâm, mình có thọ trì tam quy để nó phát triển cái đức tin, mình không tạo ra được cái phước ở giữ giới thì tạo ra cái phước về cung kính. Tức là có thể là thỉnh thoảng mình đến chùa mình thắp thắp hương lễ Phật thì nó cũng tạo ra cái phước về cung kính. Những cái phước cung kính đấy có thể sau này mình vẫn được hưởng cái, vẫn có thể thoát khỏi cái khổ đau, vẫn có thể thoát khỏi địa ngục ngạ quỷ súc sinh được. Vì vậy nên là dù mình làm nghề sát sinh cũng phải thọ tam quy ngũ giới. Có thể mình không giữ trọn vẹn được năm giới thì giữ bốn giới, có thể ba giới, hai giới, một giới, thì có giữ vẫn còn hơn là không giữ được giới nào thì cũng tốt rồi đấy. Thì những cái phước đấy thì nó bù lại những cái tội mà mình đã tạo ra. Hoặc là có thọ trì tam quy ngũ giới, nghe pháp hành thiền có nên, mình nghe pháp mình mới hiểu ra
là những cái việc mình làm, những cái việc gì là có tội, những cái việc gì là không có tội, những cái gì nên tránh, những cái gì nên làm, những cái gì là có tội để mình còn sám hối, để làm những cái việc phước khác để tránh, để mình bù đắp lại, hoặc là mình có cơ hội, có điều kiện thì mình tránh những cái điều tội lỗi đấy đi. Vì vậy cho nên dù mình là cái người làm cái nghề gì sát sinh hay là làm một cái nghề bất thiện đến đâu, thì những cái việc thọ trì tam quy ngũ giới, nghe pháp hành thiền của mình, nó đều đều bù đắp lại những cái nỗi lầm đó. Và cũng nên, vẫn nên thọ trì, vẫn nên học đạo, vẫn nên tu tập. Chứ nếu như một người mà mình buông hẳn, mình chỉ làm những cái việc bất thiện đó, xong rồi những cái thời gian rảnh rỗi mình lại lười biếng buông nung phóng dật, thì chắc chắn mình sẽ đọa lâu dài. Còn một cái người mình làm những cái tội lỗi đấy, những cái nghề nghiệp nó có nỗi nầm đấy, nhưng mà mình còn biết tu tập, thì cái khả năng về tương lai của mình vẫn có thể tránh được những cái khổ đau, những cái đọa xứ, vẫn có thể nhờ những cái công đức tu tập này, tụng kinh nghe pháp hành thiền này, mà đến lúc chết mình được sinh về cõi này, vẫn được hưởng những cái phước do mình tu tập tạo ra. Và có thể là những cái nghiệp ác nó sẽ trổ, nhưng mà nó sẽ nhẹ hơn là một người không biết đạo, một người hoàn toàn vô đạo, sống làm những nghề bất thiện mà vô đạo, thì chắc chắn sẽ đọa vào ác đạo. Còn một người có thể mình làm cái nghề nghiệp nó có nỗi nầm, nhưng mình có biết đến đạo, thì có nhờ cái phước cung kính, cúng dường, nghe pháp tu tâm đấy, mà mình sẽ tránh được những cái ác đạo, và có thể vẫn được sinh về cõi này, chứ không hoàn toàn là mình sẽ bị đọa khổ đau. Nên cái người đó dù ở cái nghề mình, ở cái miền quê làm cái nghề đấy, vẫn nên tam quy ngũ giới và nghe pháp tụng kinh hành thiền tu tập. Dạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Anika. Dạ, con kính bạch sư, mong sư vì tâm bi mẫn và thương tưởng đến con có thắc mắc trong việc hành thiền ạ. Trong thời buổi thiền tâm dễ bị hôn trầm thì nên thực hành như thế nào ạ? Con kính tri ân sư ạ. Yên tâm hôn trầm ấy thì cứ để một là mình cố gắng nhận biết được cái đối tượng, vẫn nhận biết được pháp thiền như là hơi thở vào ra trong cái lúc hôn trầm đấy là được. Thì trừ khi mình hôn trầm mình nó mê hẳn đi, mình không còn biết gì nữa, thì lúc đấy cái tâm của mình lại phải hơi hơi gợi nhớ lại một cái bài kinh nào đấy. Ví dụ như là lúc đấy mình vừa nhận biết hơi thở, cái tâm nó hơi thầm đọc một cái bài kinh, bài kệ nào đấy, để cho cái tâm nó tỉnh lên một tí. Đôi khi tâm mình nó tĩnh quá cho nên nó thành nó hôn trầm, thì nó hơi động lên một tí là nó sẽ mất hôn trầm. Nếu như cách đấy mà nó không hết nữa thì mình ngồi mình quán về ánh sáng, hoặc nó không hết nữa mình phải ngồi ra cái chỗ nào mà nó có không gian nó thoáng mà nó sáng sủa một tí. Đôi khi người nào mà hôn trầm thì đừng ngồi ở trong cái chỗ nó u tối quá, mà ngồi ở cái nơi nó sáng sáng một tí nó sẽ đỡ hôn trầm hơn. Hoặc không nữa thì mình phải đứng lên đi thiền hành một chút, đi rửa mặt, đi tỉnh táo đi, rồi nó sẽ bớt hôn trầm. Hoặc là hôn trầm nữa là do mình ngủ quá ít, thì mình phải chú trọng về cái giấc ngủ và những cái thức ăn, ăn cho nó đủ dinh dưỡng. Đôi khi có những người bị sức khỏe yếu quá, có bệnh, thì mình phải uống thuốc cho nó khỏi bệnh đi. Hoặc là mình cần phải ngủ một chút cho nó đủ giấc rồi thì nó sẽ hết hôn trầm. Vậy cái quan trọng nhất là tìm ra được cái nguyên nhân tại sao mình lại hôn trầm. Mình hiểu được nguyên nhân rồi thì nó dễ vượt qua hơn. Còn nếu như mình không hiểu nguyên nhân thì nó mới khó. Còn quan trọng nhất nữa là mình vẫn hành thiền được trong cái hôn trầm đấy, rồi để cho nó tự hết đi là tốt nhất. Dạ, con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Huyền ạ. Dạ, mô Phật, thưa sư, theo con được biết giới luật của một vị tỳ kheo là không được chạm vào người nữ hay những đồ vật của người nữ đó. Nhưng con lại thấy các cô Phật tử trải khăn quàng cổ của mình ra thảm để khi thỉnh mời các thầy tỳ kheo ấy đi trên thảm đó. Như vậy có hợp với giới luật không ạ? Và làm như thế có phước báu không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Một vị tỳ kheo thì không được đụng chạm, không được đụng chạm vào người nữ hay là những cái vật gì mà nó còn đang dính ở trên người nữ ấy. Ví dụ như là không được đụng vào y áo của người nữ, hoặc là không được để cho cái tà y áo của mình nó chạm vào người nữ, thì phải cố gắng tránh cái điều đó.
Cho nên là rất là nhiều những cái người nữ ở những cái vùng mà có Phật giáo nguyên thủy, người ta rất là hiểu cái luật của vị tỳ kheo. Nhưng người ta đi, người ta thường tránh những con đường nhỏ, thì người ta thường hay tránh xa hoặc người ta ngồi xuống tìm mọi cái cách nào đấy để cho vị tỳ kheo không chạm vào mình, hoặc là mình không chạm vào vị tỳ kheo. Còn để mà trải ra một cái vật trên đường đi thì nó giống như là cái thảm ấy, vì cái lòng cung kính cho nên cái vị đó cúng dường cái vật đó trải thành cái đường đi. Thì cái vị tỳ kheo nó còn tùy theo cái tác ý, vị tỳ kheo đó chỉ quán đó chỉ là cái thảm để vị đó đi thôi thì nó không sao, vì lúc đấy đã lấy ra, tức là nó không còn liên quan đến cái người nữ đấy nữa rồi, đã trải xuống đất rồi thì nó không ảnh hưởng gì nữa. Cho nên cái việc đó thì nó tùy từ người mình có thể dùng những cái khác để làm cái thảm thì nó vẫn tốt hơn là mình dùng một cái gì đó ở trên người mình chẳng hạn, mình dùng những cái vải khác thì nó sẽ tốt hơn cho cả bản thân mình hay là cả những vị tỳ kheo. Còn với cái trường hợp đấy thì nó cũng không phạm giới, đối với vị tỳ kheo có đi lên thì nó cũng không phạm giới, thì đó là cái vải mà vị đó đã trải ra rồi thì có dẫm lên thì nó cũng không phạm vào giới gì cả. Nhưng mà còn mình tùy theo cái tác ý của mình mà mình có nên làm hay không thì tùy tùy từng người. Dạ, con thưa sư, con xin được đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Huyền ạ. Dạ, con thưa sư, một người cạo đầu, đắp y và thọ giới đi xuất gia nhưng không tu tập theo Phật giáo nguyên thủy mà tu tập theo tông phái Phật giáo khác, thì người đó có được cho là đang phạm giới trộm tăng tướng không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Một cái người mà trộm tăng tướng là nó liên quan đến thời Đức Phật, là có một cái vị cư sĩ vị tự cạo đầu tự đắp y rồi vị ấy vào sống chung ở trong tăng đoàn, các vị tỳ kheo mới hỏi vị ấy bao nhiêu hạ, vị ấy ngỡ là bảo hạ là cái gì, rồi hỏi vị ấy là thầy tế độ của ông là ai, mà thầy tế độ là cái gì, thế bắt đầu mới nôi đến Đức Phật thì Đức Phật mới biết là người này ăn trộm tăng tướng. Ngài mới nói những người ăn trộm tăng tướng thì không cho xuất gia. À, không cho phép xuất gia nữa. Thì đấy là thời Đức Phật là như thế, và trong giới luật sau cái sự kiện đấy thì Đức Phật chế ra cái giới như thế, ai đã ăn trộm tăng tướng tự mình cạo đầu tự mình đắp y rồi tự mình nhận là tỳ kheo thì người đó phạm vào ăn trộm tăng tướng, không bao giờ được cho người đó xuất gia. Ví dụ như nếu như người đó chủ trương muốn tự cạo đầu tự đắp y rồi tự đi vào tăng chúng của tỳ kheo nguyên thủy chẳng hạn, vị đó tự xưng là tôi cũng là tỳ kheo đây, và vị đó đáp y như một vị tỳ kheo ở bên nguyên thủy rồi tự xưng mình là một vị tỳ kheo bên nguyên thủy cơ, thì vị đó sẽ phạm tội ăn trộm tăng tướng và vị đó không được xuất gia. Còn vị đó theo những cái hệ phái khác thì vị nó không liên quan đến bên chư tăng nguyên thủy thì nó sẽ không phạm vào cái tội tăng tướng của bên nguyên thủy. Còn quy định của những mỗi hệ phái mỗi khác nhau thì cái này thì nó còn tùy theo nếu như vị đó mà có cạo đầu đắp y mà vào trong chư tăng trong tăng chúng của bên Phật giáo nguyên thủy thì phạm vào ăn trộm tăng tượng. Còn hệ phái còn vị đó đi vào hệ phái khác thì nó không không liên quan đến cái giới đó của Phật giáo nguyên thủy, nó sẽ có cái mức độ khác. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Sen Trắng ạ. Dạ, con xin kính bạch sư ạ, con xin tự đặt một tình huống ạ. Giả sử vì lòng vi mẫn mong muốn giáo pháp của Đức Phật Gotama được nhiều Phật tử hiểu rõ hơn ạ, sư lời chú xứ đi hoằng pháp độ sinh ở một nơi xa, mà ở nơi đó những Phật tử đã hụt một chú xứ riêng của họ cho sư một đêm ạ, vậy lúc đó sư phải làm sao ạ? Con xin tri ân sư ạ. Nếu mà nó còn tùy theo nếu như thế giới của Đức Phật chế là một vị tỳ kheo không được ở chung một cái mái nhà mà có người nữ ở cùng, là một cái mái nhà đó phải nếu có người nữ thì nó phải là khác mái. Nhưng mà đôi khi đó còn tùy vào tình huống, vì đó mà đến một cái chú xứ một cái ngôi chùa nào đấy
thì đó vị đó phải ở riêng biệt hoàn toàn, không được chung mái với bất cứ người nữ nào, hoặc đến một cái nhà Phật tử tại gia nào đấy, hay là về nhà cha mẹ mình cũng thế. Những người nữ phải ra khỏi cái mái nhà đấy thì cái vị tỳ kheo mới được ở. Còn nếu như mà một cái vị tỳ kheo đó trong cái trường hợp mà phải ở chung mái với những người nữ như vậy, thì có những cái vị mà nghiêm túc thì vị đấy sẽ không ngủ đêm đấy. Tức là nếu mà vị đó chỉ ngồi thôi nhưng mà vị đó không nằm chẳng hạn, thì cái đêm hôm đấy vị đó sẽ không có phạm giới. Tức là có những cái vị mà hành trì giới một cách nghiêm túc ấy, thì cái vị đó sẽ thế, vị đó sẽ ngồi, hoặc là vị đó ngủ ngồi, hoặc là vị đó không có ngủ, nên là thức, hoặc là không không có nằm xuống thì cũng sẽ không phạm. Còn có cái trường hợp thứ hai, nếu như mà trong cái trường hợp vị đó phải trải qua một thời gian dài như vậy, vị đó không thể thức mãi được, hoặc là vị đó không thể nào mà ngồi hoài mà không nằm không ngủ được, thì cái phòng đấy mà nó có cái cửa nó chắc chắn, tức là có cửa đóng then cài, có cái sự riêng biệt, một cái phòng đấy có cái cửa riêng biệt, thì vị đó vẫn có thể an tâm, an toàn và ngủ nghỉ được. Thì cái mục đích của cái giới chế định như vậy là để cho một cái vị tỳ kheo không có phạm vào những cái giới như là phạm hạnh, hay là có những cái người nữ, hay là có những cái người nào đấy người ta nẻn vào trong phòng mình, người nữ, hoặc là phạm vào những cái giới liên quan đến nam nữ, hoặc là có những cái người khác người ta vứt những cái đồ của người nữ vào, người ta vu khống như mình gì, thì vẫn có thể nghỉ tạm được, nhưng mà càng nhanh chóng tránh khỏi cái chú xứ đó thì càng tốt. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Liệu Pháp ạ. Dạ, con kính bạch sư, kính mong sư giải nghi giúp con về phần thọ quán niệm xứ ạ. Khi trong kinh nói các thọ liên hệ vật chất hay không liên hệ vật chất, nghĩa là gì ạ? Con xin tri ân sư ạ. Các thọ mà liên hệ đến vật chất, như là ai đó tặng cho mình một cái vật chất gì đó, như người ta cho tiền, cho quần áo, cho nhà cửa, thì những cái đấy là thuộc về vật chất, rồi mình khởi lên cái tâm thích thú, đấy là thọ hỷ liên hệ đến vật chất. Hoặc khi mình bị mất mát những cái vật chất ấy, mất tiền, mất nhà, mất quần áo, mất những cái thứ vật chất, mình sinh ra buồn phiền, thì đấy là thọ ưu liên hệ đến vật chất. Hoặc là mình được hoặc mình mất những vật chất đó mà mình thản nhiên, không vui không buồn, thì đó là thọ xả liên hệ đến vật chất. Thọ liên hệ vật chất là vậy nhá. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Đỗ Hậu ạ. Dạ, con kính bạch sư, trong tịnh có thiền và trong thiền có tịnh, pháp song tu vừa tự lực và tha lực kết hợp. Con nghe nói pháp tu này sẽ hỗ trợ căn cơ thấp và làm nền tảng cho Phật giáo bớt chia lẽ, phù hợp với những Phật tử tại gia thì có đúng không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Thiền có tịnh, tịnh có thiền thì thực ra thì cái thời Đức Phật thì không có cái pháp môn tịnh, mà chỉ có pháp môn thiền thôi. Tịnh ở đây là tịnh tâm, tức là những cái pháp môn nào khiến cho tâm mình thanh tịnh thì đó được gọi là tịnh. Niệm hơi thở cũng làm cho tâm thanh tịnh, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng thì đều làm cho tâm thanh tịnh. Cái tịnh ở đây nó phải hiểu theo ý nghĩa là tịnh tâm ấy, là tịnh giới, tịnh tâm, tịnh kiến ấy, tịnh hoài nghi, tịnh tri kiến ấy. Thì những cái tịnh đấy thì tốt, còn những cái tịnh mà liên quan đến tha lực, tức là luôn luôn bảo hộ tinh tâm từ, những cái kinh Baritta, thì đấy cũng là những cái sự tha lực, nhưng cái đấy rất là ít, Đức Phật rất ít chú trọng đến những cái tha lực đó, mà vẫn chú trọng đến cái tự lực thì là nhiều hơn. Thì cái pháp môn nào cũng vậy, mình tu mà mình cảm thấy tâm nó cũng giảm bớt những ô nhiễm, nó giảm bớt cái tham sân si đi, thì cái đấy là cái pháp tịnh tâm. Còn cái pháp môn nào mình tu mà nó cứ tăng trưởng cái tà kiến, tăng trưởng tham sân si lên, thì cái pháp môn đấy là ô nhiễm. Thì cái mình thực hành một cái pháp môn thanh tịnh thì mình phải tránh những cái pháp ô nhiễm. Vì vậy nên là mình không nên chế định, hay là mình không nên chế thêm những cái pháp môn gì khác. Hoặc là một cái người mà tu tập ấy thì mình phải biết là cái pháp môn này xuất phát từ đâu, ai giảng dạy. Biết là Đức Phật là cái người giảng dạy ra pháp môn này. Thì cái pháp của Đức Phật nó không có giới hạn không gian thời gian,
Đức Phật không có nói một cái bài kinh nào nói là cái pháp này chỉ có cái nó chỉ có hiệu lực trong 1.000 năm, 2.000 năm hay là 3.000 năm, sau này sẽ có những vị khác chế ra những pháp môn khác, rồi các ông hãy theo cái pháp môn của các cái vị về sau đấy mà thực hành. Vì Đức Phật không dạy như thế, mà Đức Phật có những cái bài pháp Đức Phật nói là thời sau này, thế hệ sau này, cái thời mạt pháp sau này, người ta không học cái pháp của Phật nữa mà người ta lại học cái pháp của cái đời sau, của những thi sĩ, của những cái người đời người ta chế định, người ta đặt ra, rồi người ta học những cái pháp đấy, người ta hành những cái pháp đấy, thì đấy là tà pháp. Vì vậy nên một cái người thực hành cái pháp của Phật, mình hiểu Phật và mình tin Phật thì mình chỉ hành những cái gì mà Phật dạy. Còn những cái người, những cái pháp gì mà mình biết là không phải của Phật dạy thì mình có thể loại bỏ nó ra, mình biết rằng đây không phải là pháp chân chánh. Vì trên đời này không có cái ông cụ nào bằng ông Phật được, bằng Phật được. Cho nên người ta có đề cao một cái pháp môn về sau này thì mình biết rằng đấy là những người thiểu trí, đấy là những người mê loạn. Còn những người có chánh trí thì chỉ tin và chỉ hành theo những pháp chính Đức Phật giảng dạy mà thôi. Chứ còn những pháp gì không phải của Phật dạy, mình không thể gộp vào đấy rồi mình nói rằng là nó phù hợp với cái thời này hay thời khác được. Pháp của Đức Phật là không có thời gian, thời nào cũng như thế, Phật trước, Phật sau, Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật tương lai cũng chỉ giảng dạy những pháp đấy mà thôi. Thì mình cứ hành theo những cái pháp của Phật là yên tâm nhất. Dạ, con thưa sư ạ, các câu hỏi còn lại con xin phép được để buổi tiếp theo ạ. Idam punyam asavakajam vahamodu idam punyam nibbanasa vajjanjo hodu mama punya bhagam sabbasanthanam pañcemi tesambe medamam punya bhagam nabandu sadhu sadhu sadhu.